Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, kính thưa đại chúng. Sáng nay con xin chia sẻ ý nghĩa kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới của Hòa Thượng Thường Trị Hà Tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, kính thưa đại chúng. Trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới của Hòa Thượng Thường Trị Hà Tịnh dịch, trang 26 có nói về giới thứ hai, giới uống rượu. Nếu Phật tử có uống rượu mà rượu là thứ làm cho người uống hay sinh ra vô lượng tội lỗi, nếu tự tay trả chỉnh rượu cho người uống sẽ mang ác báo, nằm trong đời không tay. Huống là tự uống cũng chẳng được bảo người và tất cả chúng sanh uống rượu. Nếu mình cố tâm uống cùng bảo người uống, Phật tử này phạm kính cạo tội. Ý nghĩa của đoạn kinh này nói rằng phạm người đã thọ Bồ Tát Giới rồi thì không được uống rượu, vì rượu là thứ làm cho người uống sinh ra vô lượng tội lỗi. Chẳng những mình không được uống, cũng chẳng được bảo người khác uống hoặc từ tay trao chén rượu cho người uống. Nếu từ tay trao chén rượu cho người uống sẽ mang ác báo, nằm trong đời không tay, tức là đọa vào loài không tay. Cho cá nhân trao rượu cho người uống làm cho người ta bị hại, cho nên bị quả báo không tay trong nhiều đời. Thì dù đọa làm thân chó thì cũng không tay rồi, còn bao nhiêu loài không tay như chim, bò, trâu, vân vân. Nhận đến có loài không cả tay chân như rắn, trùng, vân vân. Và sau đây con xin kể cho quý Phật tử nghe hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, có một gia đình ở quận Gò Vấp, thì hai vợ chồng hàng ngày đi làm, và người chồng đó đi làm sáng đi chiều về. Nhưng mà khổ nổi ông chồng này rất là nghiện rượu, mỗi lần đi làm về thì chưa có về nhà, đến quán nhậu, và ngày nào cũng vậy. Khi sáng đi làm, chiều ra về đó ghé vào quán để mà nhậu, rồi đến tối mới về nhà. Và còn người vợ đó thì cũng sáng đi chiều về. Thì khi người chồng nhậu rồi đó, xong rồi đi về nhà, thì mỗi lần về như vậy, ông chồng hay nói hay la bà vợ. Rồi vì tại vì do chồng nhậu nhiều và say rồi thì không làm chủ được cái lời nói, và cứ hàng ngày như vậy làm cho người vợ rất là khổ tâm và rất là đau khổ về người chồng của mình. Và làm bao nhiêu tiền thì cũng lấy để đó để ăn nhậu. Hôm đó người chồng đi làm, người vợ cũng đi làm, và khi mà người vợ hôm đó nghỉ, tại sao ông chồng mình ngày nào cũng nhậu mà mình khuyên không có nghe? Thì hôm đó người vợ nghĩ trong tâm đó là đi ra quán mua 2 lít rượu để về cho ông chồng nhậu. Và hôm đó người vợ làm một mâm cơm rất là thịnh soạn, đủ các thứ, rồi rất là nhiều món, món thịt, món cá, món tôm, vân vân. Và hôm đó thì người vợ điện cho ông chồng, nói: anh ơi, hôm nay anh làm về nhà ăn đi, em chuẩn bị cho anh rất là nhiều món và chuẩn bị cho anh rượu rồi, anh khỏi ra quán để uống. Thì người chồng nghe như vậy rất là vui. Khi làm về, người chồng không ra quán nữa, thì về nhà tắm giặt sạch sẽ, rồi vào ngồi để dùng cơm. Và khi mà ông chồng mà ngồi xuống ở đó, bà vợ cũng tới ngồi cạnh bên, và
Người vợ nói về người chồng rằng: anh ơi, hôm nay anh thấy em làm nhiều món không? Người chồng ngạc nhiên: rất là nhiều món. Rồi anh thấy trước mặt anh là hai chai gì không? Rồi người chồng nói: anh biết, đó là hai chai rượu đế đó anh ạ. Rồi người chồng nghe như vậy mà rất là vui, tại vì ông chồng rất là thèm rượu mà, nghiện rượu. Xong rồi người vợ nói: em cho anh chọn một trong hai, một chọn rượu, hai chọn vợ, anh chọn cái nào? Nếu mà anh chọn rượu á thì anh uống hôm nay và từ nay trở đi hàng ngày anh không được uống nữa. Còn nếu mà anh chọn rượu thì em sẽ ly dị anh. Rồi người chồng suy nghĩ một hồi và người chồng nói: sao em làm anh rất là khó xử, chọn một trong hai. Rồi người vợ nói: giờ anh phải quyết định trong hôm nay. Thì người chồng nói với người vợ: được rồi, anh quyết định chọn rượu. Sau khi nghe người chồng quyết định như vậy, người vợ rất là đau khổ. Người vợ nói: thà anh bỏ vợ chứ không bỏ rượu. Rồi thế là người chồng nói bà vợ như vậy đó. Bà vợ khóc rất đau khổ. Và bà vợ lấy áo quần xếp vào vali và đi về nhà của mẹ vợ. Thì người chồng khi đó ăn nhậu, nhậu xong rồi say xỉn rồi nằm ngủ. Ngày mai tỉnh dậy thấy vợ của mình hôm đó đã đi rồi. Trong mấy ngày thì ông chồng rất là buồn, suy nghĩ lại tại sao mình lại chọn rượu mà không chọn vợ. Rồi hàng ngày đó mình đi làm về được vợ nấu cho ăn, được vợ quan tâm lo lắng, tại sao mình lại bỏ vợ mình hay sao? Thế là người chồng lại điện thoại ra, điện: em ơi, hãy về đây bên anh. Rồi người vợ nói đó: anh đã quyết định kỹ chưa mà kêu em về? Nếu em về anh nhậu nữa thì như thế nào? Thì người chồng trả lời với người vợ là: không, anh biết lỗi rồi, này anh không làm như vậy nữa. Em hãy về bên anh đi, anh rất là đau khổ, rất là buồn. Thế là người vợ này về nhà và viết cái đơn cho người chồng tỷ vào. Nếu mà thêm một lần nữa thì sẽ không còn lần thứ hai nữa. Người chồng cảm thấy rất là hạnh phúc khi người vợ đã tha thứ cho mình và xin hứa từ nay trở đi không có nhậu nữa. Và người chồng nói với người vợ: em ơi, anh yêu em nhiều lắm, thương em nhiều lắm. Tại vì do anh nhậu rượu, nhưng mà anh cũng rất là yêu em, rất thương em. Rồi thế là người vợ này đã tha thứ cho người chồng của mình. Và câu chuyện thứ hai là có một gia đình nọ ở Đồng Nai. Thì hai vợ chồng có hai người con trai. Thì người anh thì hàng ngày đi làm, và người em mới học ra trường, chưa có nghề nghiệp. Và thường thường thì người em này ăn chơi lêu lỏng, hay đi chơi những các bạn xấu, rủ mỗi lần rủ đi quán karaoke, bì da, hay là đi các quán nhậu. Và đặc biệt cái người em này cũng rất là nghiện rượu, thích nhậu. Thì một hôm người anh này, tạm gọi là anh A, thì điện cho anh B, nói hôm nay có rảnh không? Tôi và ông đi tới quán nhậu để nhậu. Thì anh B này nói rảnh. Rồi ông B này tới nhà anh A và chở anh A đi để nhậu. Và anh A nói anh B, hai người nhậu buồn quá, để điện theo hỏi thêm một người nữa, cho đủ bộ ba người. Rồi điện nhờ cho anh C và ba người tới quán để nhậu. Rồi nhưng mà anh A là người chủ động điện thoại cho anh B và anh C đi nhậu. Và anh A này mời, anh A này mời á, mà không có nghề nghiệp, không có tiền, thì nên mời xin bố mẹ. Và người mẹ đã đưa cho anh này 500 ngàn để đi nhậu. Rồi khi mà đi nhậu tới cái quán đó, anh A này
kêu ra một cái lẩu và kêu ra một cái bia hết 500 ngàn rồi. Rồi khi mà nhậu xong rồi đó thì chưa đủ đô, rồi nhậu thêm nữa thì anh B và anh C này nói anh A, anh về nhà xin thêm đi cho giờ tiền đâu nữa mà nhậu. Rồi anh A này nói được rồi, để tôi về tôi xin bố mẹ tôi nhậu tiếp, rồi hai ông đợi thôi. Rồi khi về thì bố mẹ gặp, đầu tiên thì gặp người mẹ, nói là mẹ đưa tiền thêm đi, hết tiền rồi, 500 ngàn nhậu hết rồi. Thì người mẹ nói với anh A này, con ơi, giờ gia đình mình nghèo khổ, trong gia đình này một mình anh con nuôi bốn miệng ăn, bốn người trong gia đình mà con không đi làm, bố mẹ cũng già yếu tiền đâu. Thì người con trai này nói, tôi không biết, miễn sao có tiền thì tôi đi nhậu thôi, không biết nghèo khổ gì. Người mẹ nghe người con trai này nói như vậy rất là buồn, rất là đau khổ. Và khi mà người bố nghe người con nói lớn tiếng với mẹ của mình thì người bố chạy tới nói, sao con lại la mẹ như vậy? Rồi người con nói, ông im miệng đi, rồi ông nói nữa thì biệt tay tôi. Rồi người bố nói, con đúng là một người con bất hiếu. Thì nghe như vậy, người con trai nhậu say rồi nổi máu lên, chạy tới bên người bố, xách cổ áo lên định đấm vào mặt bố, cũng là hên cho người bố. Người anh trai đi làm về vừa thấy người em trai của mình xách cổ áo của người bố lên, liền chạy tới và can ngăn, bẻ tay của người em của mình ra, kéo ra ngoài. Nếu mà không can ngăn ra nữa thì rất là có nguy hiểm cho người bố của mình. Rồi sau khi can ngăn như vậy, rồi hai người bạn kia cũng đợi lâu quá, sao mà chưa thấy anh này đem tiền tới để nhậu tiếp. Rồi thế là hai người kia phải xin tiền gia đình để mà trả trong cái buổi nhậu đó. Còn người em này thì nợ xong rồi can ngăn xong rồi cho vô giường nằm ngủ luôn rồi. Còn hai người kia đợi quá trời không thấy. Rồi mới về nhà xin tiền bố mẹ để tới quán nhậu để trả tiền, cái số tiền mà hai người kia trong thời gian đợi để mua thêm đó, để uống, để nhậu. Qua hai câu chuyện này cho thấy rượu bản chất của nó không có lỗi, mà lỗi tại do người uống. Đôi khi có những gia đình ta ly dị nhau, tôi nói những ông chồng đó nói là do rượu mà tôi phải ly dị vợ, như cái đó thì không phải, tại vì do là người uống mới say, rồi người vợ mới chia tay, chứ không phải là do rượu. Tại vì rượu là vật vô tri vô giác, chứ đâu phải nó đâu có bắt mình uống đâu. Rượu nó đâu có nói anh ơi anh hãy uống em đi, không có phải, uống hay không do mình. Rượu đó nó làm cho mình say lên, khi mà say đó thì khuôn mặt của mình đỏ lên, rồi tai của mình cũng đỏ, và cái lời nói của mình không còn làm chủ được. Khi mà mình nói những cái hành động của mình cũng không làm chủ được. Nếu hôm đó mà người anh trai này không về kịp thì có thể là đánh chết người bố của mình. Và khi mà tỉnh rượu lại đó thì người anh trai này đến quỳ trước bố mẹ, mẹ ơi, bố ơi, con xin lỗi bố mẹ, và nhất là con xin lỗi bố, nếu hôm đó anh trai không về thì con đã đánh bố chết mất rồi, thì con là một người con đại bất hiếu, và con xin hứa với bố mẹ từ nay trở đi con sẽ không bao giờ uống rượu nữa, con biết lỗi của con rồi, con xin bố mẹ tha thứ cho con những lỗi lầm mà con đã gây ra, và con xin hứa không làm như vậy nữa. Trước khi dứt lời, con xin cầu nguyện hồng ứng Tam Bảo, gia hộ trên sư phụ được pháp thể kinh an, chúng sanh di độ, Phật sự viên thành. Kính chúc đại chúng có một ngày tu an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.